Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam TKV đã có buổi làm việc với Thường trực tỉnh ủy Đắk Nông. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2022-2025, TKV đề nghị tỉnh Đắk Nông phối hợp rà soát, xây dựng quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Công Thương chủ trì nhằm đảm bảo đồng bộ với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh không chồng lấn với các quy hoạch khác trên địa bàn tỉnh. Ngoài 850 hecta để xây dựng nhà máy alumin nhân cơ, thì nhu cầu sử dụng đất để khai thác bô xích của công ty nhôm đất nông TKV là 3.074 hecta. Tuy nhiên, theo kế hoạch sản xuất, nhà máy alumin nhân cơ sẽ nâng công suất thiết kế từ 650.000 tấn alumin một năm hiện nay lên 720.000 tấn alumin một năm vì vậy, tổng nhu cầu sử dụng đất trong giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2050 của công ty nhôm đất nông TKV khoảng 27.869 ha. Định hướng đến năm năm 2050 khoảng là 27.000 ha, trong đó từng giai đoạn 1 đến 2025 là khoảng 699 ha, 2030 khoảng 3.000 ha, 2031 50 khoảng 24.000 ha. Rất là mong tỉnh ủng hộ để đưa vào những quy hoạch sử dụng đất để có thể, thể triển khai trong sắp tới. Tuy nhiên, trong tổng số 27.869 ha mà TKV kiến nghị tỉnh Đắk Nông đưa vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, có nhiều vị trí bị chồng lớn với khu vực đề nghị thăm dò khai thác của các nhà đầu tư khác mà tỉnh Đắk Nông đang kêu gọi xây dựng tổ hợp nhà máy tuyển bô xích điện phân nhôm trên địa bàn tỉnh. Gần như là các anh đề ra là phủ sóng hay toàn bộ các mỏ đắk nông liệu như vậy là có hợp lý chưa vì uh, chúng tôi thì trong các mũi đột phá mà đại hội đảng bộ 12 đã nêu thì có cái mũi đột phá là về công nghiệp khai khoáng tức là cần phải tăng tốc về khai khoáng để có nguồn lực đầu tư để đảm bảo là tỉnh có thể phát triển nhanh phát triển mạnh chứ nếu mà chúng ta cứ để mãi đó chúng ta cứ từ 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 chúng ta khai thác thì tỉnh chúng tôi sẽ không có nguồn lực để mà phát triển được thứ hai nữa là cũng xin nói thật là cũng có một số vùng là cũng đã có những nhà đầu tư khác người ta đang khảo sát rồi và họ đã có đặt vấn đề về chiến biến sâu nữa. Theo tính toán của TKV, giai đoạn 2022-2025, công ty nhôm đất nông TKV cần khoảng 699 ha, trong đó đất phục vụ khai thác quặng bô xích 609 ha, đất để triển khai các dự án đầu tư các công trình phục vụ nhà máy sản xuất alumin 90 ha. Giai đoạn 2026-2030 khoảng 3.059 ha, trong đó đất phục vụ khai thác quặng bô xích 1.659 ha, đất để triển khai các dự án đầu tư các nhà máy sản xuất alumin, điện phân nhôm và các công trình khác 1.400 ha. Giai đoạn 2031-2050 khoảng 24.111 ha, trong đó đất phục vụ khai thác 21.566 ha, đất để triển khai nâng công suất các nhà máy sản xuất alumin, công trình khác 2.545 hecta. Tuy nhiên, với quan điểm đảm bảo phát triển hài hòa lợi ích giữa nhà nước và địa phương, tỉnh Đắk Nông đề nghị TKV tính toán cụ thể diện tích, vị trí khai thác mỏ trong từng năm, từng giai đoạn để địa phương có cơ sở phát triển kinh tế xã hội. Khi các anh đưa ra cái này, chúng tôi đưa vào quanh định cái khu vực mỏ nó ảnh hưởng phát triển kinh tế xã hội của địa phương, kể cả báo cáo với anh chuẩn là kể cả thu đầu tư. Chúng tôi cũng khó có nhiều nhà đầu tư quan tâm mà các anh bảo là tất cả các mỏ mà bây giờ các nhà đầu tư quan tâm á, là cũng cũng nằm trong kế hoạch khai thác của TKV thì cái này này ủng hộ TKV, TKV xác định lại từng dự án, từng nhà máy công suất đó thì cần bao nhiêu diện tích và mỏ đó ở đâu để ngoài ra cái chỗ nào đó thì để cho địa phương phát triển rồi là khoanh định lại để cho địa phương có cơ sở để mà phát triển kinh tế xã hội để mà làm những lĩnh vực khác nữa. Chứ nếu làm như thế này thì theo kế hoạch này của các anh nhé thì cũng rất khó cho địa phương. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ngô Thành Danh nhấn mạnh, phát triển công nghiệp alumin, luyện nhôm, năng lượng tái tạo là một trong ba trụ cột phát triển kinh tế. Vì vậy, Đắk Nông luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để TKV khai thác mỏ bô xích tại xã Nhân Cơ. Đề xuất của TKV về quy hoạch khu mỏ khai thác bộ xích thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 sẽ được xem xét, có thể kêu gọi nhiều thành phần kinh tế cùng TKV tham gia phát triển ngành công nghiệp alumin luyện nhôm tại Đắk Nông. Về cái diện tích và vị trí thì các vị trí phải có kế hoạch rồi, có cái lộ trình rồi. 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, chắc chắn là phải dài hơn. Đây là cái công đầu tiên nếu là vô của Việt Nam này là cái công đầu tiên là của TKV khẳng định như thế nó là ưu tiên hàng đầu ưu tiên hàng đầu rất ủng hộ nhưng mà mở rộng ra một số thành phần kinh tế à, vào để tham gia để khai thác cái tiềm năng này nhưng mà chúng ta không phải làm ô ạt không phải tính toán và trên cơ sở đó thì nó không chồng lắng với các quy hoạch như hồi nãy công cho ta bằng bạc và các ông chí chia sẻ rồi nó không chồng lắng với các quy hoạch đó để cho cái sự phát triển kinh tế xã hội nhưng bây giờ là ví dụ như là các đồng chí chuyên môn là về khoáng sản á, thì phải tính cái thăng quẹt ai phê duyệt cái này chính phủ vì chúng ta là phải phối hợp để đề xuất cái việc đó và tôi trao đổi với anh chuẩn là anh chuẩn sẵn sàng ngồi lại với nhau để cùng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đắk nông liên quan đến việc phát triển ngành công nghiệp alumin luyện nhôm vừa qua đã có nhiều tập đoàn lớn đến đắk nông đề xuất đầu tư cụ thể tập đoàn hòa phát đề xuất đầu tư loạt dự án gồm dự án alumin công suất 2 triệu tấn alumin một năm nhà máy tuyển quặng công suất 5 triệu tấn một năm dự án điện phân nhôm công suất 0,5 triệu tấn một năm, dự án nhà máy điện gió Hòa Phát công suất 1.500 MW. Tập đoàn Việt Phương đề xuất đầu tư tổ hợp bô xích alumin nhôm Đắk Gờ Long, diện tích 600 ha nằm trên địa bàn huyện Đắk Gờ Long, quy mô 2 triệu tấn alumin một năm, 600.000 tấn nhôm một năm. Địa điểm đề xuất xây dựng các dự án của tập đoàn Hỏa Phát và tập đoàn Việt Phương nằm trên địa bàn huyện Đắk Sông, Tuy Đức và Đắk Gờ Long.